Chào các bạn. Vấn đề của chúng ta ở trong cái assignment giai đoạn 2 của môn Java 2. Thì ở đây người ta yêu cầu là đối với lại nhân viên, chúng ta sẽ đưa vào một cái list và chúng ta ghi vào file. Như ở đây người ta có nói là sử dụng interface. Thì trong cái lúc mà làm bài, các bạn sẽ có một cái vấn đề là ghi sinh viên vào file và đọc lên không được. Như vậy thì thầy đã demo cho các bạn một cái đoạn code nhỏ thôi. Thầy không có làm hết cái dự án của các bạn là làm trên frame, làm trên giao diện đồ họa, còn thầy thì làm trên console để cho các bạn thấy. Như vậy giả sử như bây giờ chúng ta không có cái file và chúng ta sẽ rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái danh sách sinh viên ở đây đó, danh sách sinh viên, và chúng ta ghi vào cái file mới đi ha, để cho các bạn thấy là mình sẽ tạo file mới new. Vậy có ghi được hay không? Vậy chúng ta sẽ qua cái lớp down, chúng ta sẽ cho là ghi file. Nếu mà ghi file được thì chúng ta sẽ out là đã ghi file thành công. Rồi ở trên này nếu mà đọc thì chúng ta cũng s out đã đọc file thành công đó. Còn ở dưới này thì chúng ta có lỗi thì chúng ta xuất ra lỗi khi đọc file lỗi khi ghi file. Rồi như vậy chúng ta phải qua hàm main này, chúng ta chạy lại để xem thử là với cái sinh viên trao này, chúng ta thêm sinh viên vào và chúng ta chọn là sinh viên trao ghi file thì nó ghi được hay không. Rồi đã ghi file thành công và xuất cái danh sách của chúng ta ra. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta không cần đến cái ghi file này nữa, tức là sinh viên của chúng ta đã tồn tại trên file rồi, và chúng ta chỉ việc đọc file lên, đọc từ cái file new chấm dat khởi tạo, xong là đọc lên xuất ra. Nếu như mà chúng ta không đọc nè, chúng ta xuất xem có gì để xuất không, không có gì để xuất hết. Rồi chúng ta đọc và chúng ta xuất đây sinh viên mà lúc nãy chúng ta đã ghi xuống file, đọc file thành công. Vậy một số bạn không đọc và ghi file được, lý do tại sao? Như vậy trong cái sinh viên này nè, bạn phải implement cái serial đó, cái này vô ha. Đó, bạn phải implement vô thì bạn muốn đọc ghi file được. Bây giờ thầy bỏ cái này đi, đó đi, ở bên lớp main này thì chạy lại cái phần ghi file, được chưa? Chạy lại phần ghi file, chọn run ở phía trên này, lỗi khi ghi file đó, lỗi khi ghi file. Còn cái xuất này là do mình xuất cái mảng đó các bạn, do mình xuất mảng cho nên là nó cứ xuất ha. Sinh viên đau chấm chấm xuất mảng, còn lúc mà nó ghi á, thì không được. Rồi như vậy thì khi mình ghi file không được, bây giờ mình cho vô file new 2 đi để cho nó có vấn đề mình dễ thấy. Rồi run lại. Như vậy trong cái thư mục của mình ha, trong cái thư mục của mình sẽ đi tìm đến cái thư mục của cái project này. Đây cái thư mục của chúng ta đây, đó thư mục của chúng ta. Vậy thì cái new 2 ở đây
tí nữa chúng ta thử coi thì có dữ liệu không nhé. Như vậy new 2 bây giờ chúng ta không ghi nữa mà chúng ta đọc new 2. Đọc new 2. Lỗi đọc file không đọc được. Bây giờ chúng ta qua sinh viên. Chúng ta implement cái này vô lại. Qua main chúng ta chạy lại đọc file. Cũng lỗi đọc file bởi vì đã có ghi đâu đọc chưa mà. Đúng không? Nhưng mà giả sử chúng ta đọc file new. Chúng ta đọc file new sinh viên. File new nãy của chúng ta có data chưa? File new nãy cũng chưa có data. Nhưng mà file data bình thường thì có. Được chưa? Nhưng mà giả sử chỗ sinh viên này bạn bỏ cái này luôn. Vậy mình đọc file được không? Cũng lỗi luôn. Thấy chưa? Đó. Cho nên là chúng ta muốn đọc ghi file thì chúng ta sẽ implement cái interface này vào. Đó vậy thôi. Đơn giản đọc ghi file. Các bạn không implement vô thì làm sao nó được. Được chưa? Như vậy mình cứ làm cái đơn giản đi. Còn nếu như các bạn muốn tạo thêm một cái interface riêng á, thì khi nào cần thiết thì các bạn nghiên cứu. Còn không thì ở đây mình đã sử dụng được interface rồi nè. Mình đâu có cần phải tạo ra thêm một cái interface gì nữa đâu. Đề người ta chỉ yêu cầu là gì? Có sử dụng interface. Thế là ok rồi. Rồi chúc các bạn có một cái assignment hoàn chỉnh tốt nhất đối với các bạn.